Gốm Nhật Toki xin mến chào cả nhà thân yêu và cả nhà thân mến. Hôm nay thì Gốm Nhật Toki giới thiệu với anh chị mình một cặp bình thuộc dòng gốm sứ, đó là Somazaki. Một dòng gốm sứ vẽ ngựa, vẽ tay và có cái nước men màu xanh, rồi men ở bên phía ngoài, phủ bên ngoài rất là bóng, rất là đẹp nha cả nhà. Và cũng có một câu chuyện về Somazaki, đó là vào năm 2009 thì khi mà sóng thần đổ bộ vào Nhật Bản thì đã vô tình cuốn trôi cái làng gốm này đi mất rồi cả nhà ơi. Và bây giờ thì Somazaki cũng gọi như là chưa thể phục hồi được, nên là những sản phẩm Somazaki thì ngày càng sẽ hiếm đi và có càng có giá trị nha cả nhà. Thì để đầu tiên em vẫn sẽ xin đưa tới anh chị bình, đó là phần kích thước của những chiếc bình này. Với chiếc bình thứ nhất là chiều cao là tầm khoảng 23cm nha cả nhà. Chiều cao 23. Còn về phần vòng bụng thì sẽ là bao nhiêu đây nhỉ? 23 và 70 nhá cả nhà, 23-70. Còn chiếc bình này thì sẽ là 20, cao là 20. Còn vòng bụng thì sấp xỉ 40cm nhá cả nhà. 40cm một cặp bình, một chiếc bình dáng tròn và một bình dáng hồ lô. Và dưới đây thì em cũng sẽ quay cận cảnh để anh chị mình có thể nhận thấy nha. Đây, nước men bóng đẹp, rạn đều, ngựa vẽ tay. Và trên cổ bình thì sẽ có viền vàng nha cả nhà. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có thấy một cái hình vuông này cả nhà. Đây, để em quay lại cho nha. Đây, cái này là vết triện nha cả nhà. Có một cái vết triện hình vuông ở đây này. Còn bình còn lại cũng thế, chúng ta cũng sẽ thấy là đây, dáng hồ lô, trên nhỏ dưới to, ngựa vẽ tay. Hơn thế nữa là đâu, chúng ta sẽ có cái triện ở đây nhá cả nhà. Đây, triện đầy đủ luôn. Triện này là nó ở bên phía bên trong men ấy cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cặp bình Somazaki này rất là hân hạnh có thể giao lưu với anh chị, gặp được người hữu duyên là rất là tâm tình nha cả nhà, rất là hạnh phúc. Rất là cảm ơn anh chị. Nếu như anh chị cần giao lưu mặt hàng gốm sứ Nhật Bản nha, rất là nhiều mặt hàng luôn, thì đừng quên, hãy có thể tìm kiếm em qua hình thức đó là Facebook Gốm Nhật Toki hoặc là số điện thoại Zalo nha, 0901112334 nha cả nhà, để có thể giao lưu nhiều mặt hàng gốm sứ Nhật Bản hơn nữa, để trao đổi và có thể là giúp nhau tăng thêm sự hiểu biết về gốm sứ Nhật cũng như là các dòng gốm sứ nữa nhé cả nhà. Rất là cảm ơn anh chị. Đừng quên cho em động lực bằng nút like nha cả nhà, và đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất, mới đẹp của gốm Nhật Toki. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của gốm Nhật Toki.